chúng em mới hoàn thiện xong và đang ở trên màn hình đây cùng với anh chị. Rất là nóng lòng và hồi hộp khi để lên sóng giới thiệu cùng anh chị đó là tác phẩm này. Vâng, thời gian đến Tết thì ngày một càng cận kề hơn. Những người thợ, những người nghệ nhân của chúng em đã đang bắt đầu chuẩn bị đó là nghỉ Tết dần cho ngày lễ Tết Nguyên Đán đến gần nó sát nắng luôn rồi ạ. Vì vậy mà siêu phẩm này của em mới hoàn thiện và BU xong. Em mời anh chị cùng tới gần hơn cùng với chúng em để ngắm nhìn, thưởng lãm và giao lưu ạ. Vâng, tác phẩm này thì anh chị đang thấy đó là cùng em là vẻ đẹp tổng thể với kích thước rất là to lớn. Em xin báo với anh chị đầu tiên là kích thước ạ. Cao là 71, rộng 1m12 và chiều sâu là 54. Wow, cao 71, rộng 1m12 là không hề nhỏ đâu ạ. Chiều sâu, chiều dày đến 54. Em mời anh chị ngắm nhìn một vòng tổng thể của tác phẩm ngày hôm nay ạ. Vâng, về chiều nghiêng, anh chị ngắm nhìn cùng em đó là chiều nghiêng của tác phẩm ạ. Về chiều sâu đến 54, cái độ dày dặn của form gỗ. Vâng, khi hoàn thiện xong rồi em nặng phôi này của em còn nặng tới hơn 1 tạ, là em phải bỏ đi vào một lửa của gỗ luôn đấy ạ. Một phôi ban đầu phải bỏ đi một lửa gỗ. Vâng, rất tốn gỗ cho một phôi như này. Và đây là mặt đằng sau. Mặt đằng sau thì có một chút đó là phần thế lũa tự nhiên, nguyên cái phôi gỗ gốc thôi mà để được cái độ rộng và để hình thành lên lu như này là cực kỳ là hiếm. Đây là một chút thế lũa tự nhiên chúng em cố tình giữ lại. Vâng, nhưng cái form gỗ thì về cái độ dày dặn và vuông vắn của đế để tạo được sự cân bằng thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm rồi ạ. Mặt đằng sau, đây là phần long mã hỏa kỳ lân đã được làm bóc tách. Bên đây thì cũng có những phần hoa lu, lại là lu xuyên từ trước ra sau. Quá giá trị luôn ạ. Em sẽ xoay lại phần chính diện và sẽ báo lại với anh chị kích thước của tác phẩm. Cao là 71, rộng 1m12 và chiều sâu là 54. Em sẽ xoay lại phần chính diện đến với anh chị ạ. Đó, góc đây là những phần gai lu tự nhiên chúng em giữ lại hoàn toàn. Nguyên cái phần đất này thôi là được chúng em vo lên, vo tròn hoàn toàn bằng tay và lộ ra những hoa lu vô cùng đặc sắc và rực rỡ. Và người nghệ nhân đã sắp xếp bối cục đó là vào những phần hoa lu như này, lựa vào những phần đất, đá và làm lên tạo phẳng đến với gia chủ để gửi đến gia chủ đó là những hoa lu. Lấy những cái vị trí và hoa lu đó mà chúng em chế tác quá nhiều những đường nét vào ở bên trong thì anh chị khó có thể cảm nhận được những hoa lu đặc biệt vậy. Vì vậy bên trên là những phần gỗ thịt đã lựa làm lên đây ạ. Vâng, em sẽ đến gần hơn để anh chị thưởng lãm với em đó là vẻ đẹp của siêu phẩm này. Đầu tiên, vâng, chất liệu gỗ lu hương thì không còn quá là xa lạ đến với anh chị nữa rồi. Một cái dòng gỗ mà từ cái khâu phát triển và sinh trưởng cho tới chất lượng, vâng, được gia chủ yêu thích, là một cái dòng gỗ được xếp hạng trong top 1 trong những mẫu gỗ, những cái dòng gỗ quý hiếm bậc nhất hiện nay mà được anh chị đại gia yêu thích và săn lùng. Về cái form gỗ đây ạ, vâng, đây là chính là những cái phần gai lu tự nhiên mà khi chúng em chưa chế tác là chúng em giữ lại hoàn toàn. Đó. Và đây thì là những cái phần gỗ thịt mà khi chúng em loại bỏ, cào rũ bỏ đi những cái phần gai lu đó thì lộ ra những cái hoa lu đấy ạ. Hoa lu là chân lu, từ chân lu 3D đến chân lu, vâng, chân lu hồng, rực, sáng, cuộn tròn vào với nhau tựa như là những đám mây vậy ạ. Vâng. Em quay rất là gần, rất là cận chất để truyền tải đến anh chị hình ảnh chân thực nhất, giá trị nhất. Vâng, và đây là chúng em đang gửi đó là hình ảnh ánh sáng trường quay. Hoa lu đẹp, quá đặc sắc luôn. Nguyên cái khoảng như này thôi là chúng em giữ lại hoàn toàn, loại bỏ đi những phần gai lu và không chế tác quá nhiều. Vâng, hoa lu đặc sắc rực rỡ phía bên dưới thì những cái phần da gỗ, phần gai lu tự nhiên chúng em giữ lại. Vâng, bên dưới đây thì tưởng chừng giảm giống như là những ngọn lửa đang bao phủ xung quanh ngài Đạt Ma đấy ạ. Bên dưới đây thì da gỗ anh chị nhá. Da gỗ này, những cái phần hoa lu, gai lu tự nhiên. Kênh băng lên hết. Tỷ lệ lu của tác phẩm không quá là kín 100%. Nhưng mà phôi này thì lu tỷ lệ lên đến 85% luôn ạ.
Đó là nguyên cái khoảng góc trên này hết, từ trên đến xuống bên dưới đây là đều có lu. Và người Ngài Đạt Ma và thân trên lửa của rồng thì là không có lu thôi. Đó là những cái phần mà đang lên, đó là phần vân sụn. Vâng, bên dưới đây như là những cái phần lửa, ngọn lửa đang rực cháy, vâng, bao phủ xung quanh Ngài người Đạt Ma. Nhưng mà đó giống như là kiểu như là những cái danh vọng ở xung quanh người Ngài Đạt Ma thôi, chứ không phải là lửa cháy cháy mà kiểu cháy bình đốt đâu ạ. Đó là những giống như là được ví như là những cái hồng trần, những cái danh vọng ở xung quanh Ngài Đạt Ma. Nhưng mà đây là với tâm thế là Ngài Đạt Ma Sư Tổ đang ngồi thiền. Vâng, Ngài ngồi ở chính giữa, ngồi ở bên đây và những xung quanh, và bên kể cả dưới phần vải áo của Ngài cũng có hoa lu đấy ạ. Vâng, Ngài Đạt Ma Sư Tổ, vâng, nhắc tới tên thôi là anh chị đã nghĩ ngay tới hình dáng của Ngài Đạt Ma rồi đúng không ạ? Ngài Đạt Ma Sư Tổ là vị Phật đứng thứ 18 trong những vị Phật giáo. Vâng, trong những vị Phật đó thì trong đời thứ 18 này thì Đạt Ma Sư Tổ lại là hình ảnh của vị Phật có khuôn diện, đó là có đôi chút dữ tợn, vâng, có ánh mắt hơi đó là cau, vâng, lông mày cũng vậy, của Ngài cũng thế. Nhưng mà với hình ảnh này thì là tượng Đạt Ma Sư Tổ đó là đang ngồi thiền. Vâng, Ngài ngồi thiền giữa dòng đời đổi thay. Vâng, đã có những câu thơ viết về Ngài Đạt Ma Sư Tổ khi ngồi thiền. Vâng, mắt sâu hút bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Những câu nói đã toát lên được đó là sự tĩnh mịch ở xung quanh, những cái hoạt động ở xung quanh Ngài. Nhưng mà Ngài Đạt Ma vẫn ngồi lặng lặng nhìn dòng đời đổi thay, ngồi thiền như thế suốt 9 năm trời. Và đây là hình ảnh Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền với được bàn tay nghệ nhân chế tác. Hình ảnh đó là Ngài đang nhắm mắt ngồi thiền định. Vâng, và Ngài cũng là người, chính là người đưa môn phái, đó là môn Phật ngồi thiền của Thiền Tông, đó hay còn gọi là Thiền Tông, và trong Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam chúng ta. Với hình ảnh đây ạ, diện thần thái, sắc nét, vâng, sống mũi chị nhá, râu của Ngài đều gọt tỉa rất là kỹ. Khuyên tai này của Ngài cũng là chúng em làm rời ra xong là gắn vào anh chị nhá, chứ không phải là niền khối. Cả chiếc khuyên tai này thì cũng thật sự rất là khó đây ạ. Phần đây là phần tràng hạt, và đây thì chế tác hình ảnh đó là dáng áo của Ngài là xõa lửa ra một lửa vai, cái phần từ cái phần xương bả vai đến cái phần gióng tay, khuỷu tay, cơ bắp, những cái phần gân cơ của Ngài làm rất là kỹ động. Nhưng mà mặc dù là nhìn, anh chị nhìn là nhìn kỹ là sẽ được, đó là những cái đường gân cơ của Ngài nổi lên, nhưng mà khi sờ vào thì lại vô cùng là mịn màng, chứ không hề là thô ráp một chút nào cả. Làm kỹ đến từng chi tiết nhỏ như vậy thôi. Tác phẩm này thì hôm nay em sẽ xin phép là quay giới thiệu cùng với anh chị. Anh chị nào mà yêu thích và thực sự là thiện chí và hợp duyên với Ngài rồi, hãy liên hệ với số hotline của tượng Ngô Độc Đáo, đó là 0938 410 333, hoặc là cho em xin số điện thoại xuống phía dưới video này để chúng em tư vấn đến anh chị kỹ hơn, chi tiết hơn ạ. Vâng, với xuống bên dưới đây là những cái đường nét vải. Nét vải đã được làm đọng rất là mềm. Một trong những dòng gỗ khó chế tác nhất, đó gỗ không thể làm không nhắc tới, đó là dòng gỗ khi hình thành nên lu, đặc biệt trong đó là có lu hương. Bởi vì gỗ mà khi phát triển lên lu như này là chính là những cái phần u biếu, những cái phần dị tật, thương tật của cây. Bởi vậy là gỗ rất là cứng và rắn. Anh chị có thể tưởng tượng là khi những cái phân vân gỗ thường thường nó sẽ theo thớ như này, nhưng mà khi hình thành nên lu thì vân nó xoáy như này. Đó, thì đục nó sẽ rất là khó, bởi vì đến đây lại vướng lỏng vào cái phần mắt như này. Đó, như cái phần mắt này khi làm như vậy là cứ rất là cứng. Vâng, bao phủ như vậy đàm lên đủ phát một tác phẩm thì không hề đơn giản. Một khi mà phôi này của chúng em từ khâu ấp ủ đến khâu lên ý tưởng và tìm được phôi gỗ, ấp ủ và xoay phôi gỗ vật lên vật xuống thôi là rất là khó khăn rồi. Vì lặng đến 2 tạ 2 nên là chúng em đã cần hỗ trợ từ tời, hay là còn gọi là cẩu
cái cần cẩu đấy ạ, từ khi chế tác cái khâu chế tác và để bê lên bàn xoay để giới thiệu cùng anh chị ngày hôm nay là em đã cần tới 5 người thanh niên mới có thể bê lên giới thiệu cùng anh chị. Vâng, hình ảnh đạt ma sư tổ ngồi ở bên chính giữa đây, xung quanh giống như là bụi hồng trần ở xung quanh người ngài, nhưng mà ngài không hề quan tâm tới và ngài vẫn nhập định, vẫn ngồi thiền giữa các cái hồng trần bụi trần đó. Và ở xung quanh thì trong tác phẩm này là đạt ma song linh. Song linh ở đây tức là hai linh vật. Vâng, một linh vật đó là linh vật rồng và một linh vật đó là long mã hỏa kỳ lân. Vâng, rồng một loài vật đứng đầu ở trong tứ linh, một loài vật thần thoại. Vâng, mà được rất nhiều anh chị trong lĩnh vực kinh doanh yêu thích và sùng bái. Vâng, và thỉnh tượng rồng vào trong nhà mình. Trong tác phẩm này thì thể hiện hình ảnh đó là đạt ma sư tổ không cần đó là dùng sức, cũng không cần đó là phải dùng quá gì nhiều, mà dùng đó chính là Phật pháp của mình để hàng đó là chú rồng này. Một loài vật đứng đầu trong tứ linh thì sẽ rất là cuồng ngạo mà khó thuần phục. Nhưng đây thì ngài đạt ma sư tổ đã dình chính đó là thân tâm của mình để hàng phục được chú long này. Và chú rồng này thì đã nhẹ nhàng và bay bơi lượn xung quanh ngài đạt ma một cách rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn. Vâng, anh chị cùng ngắm nhìn em đối với em thần thái của chú rồng này ạ. Râu rồng này, ánh mắt, những cái phần gai, phần sừng. Tác phẩm này thì em phần sừng này em có phải phụ thêm một chút xíu, đó là từ phần đây đó, một chút xíu phần mỏm sừng này. Râu rồng là tất nhiên là em sẽ có phải ghép rồi anh chị nhá, dáng thế rồng quá chuẩn luôn đó. Những cái phần gai này góp rất là nhọn luôn, vảy lại còn là chặt vảy kép, vảy kép anh chị nhá. Dáng rồng uốn lượn từ bên dưới đi lên trên một cách rất là nhẹ nhàng, chứ không hề một cách thô bạo luôn ạ. Đi nhẹ nhàng đi lên phía bên trên. Đây cũng có lu hết anh chị nhá. Đây cũng có lu này. Đây là chân đang quặp, đó là một viên ngọc kênh bong hết luôn ạ. Vâng, về đây là hình ảnh đạt ma sư tổ song linh, đó là linh vật rồng ở phía bên cạnh. Vâng, giúp thu hút tài lộc, giúp mang lại những may mắn đến với gia chủ. Tiếp theo bên cạnh đây là một linh vật, đó là long mã hỏa kỳ lân. Vâng, long mã hỏa kỳ lân là một linh vật ở trong thần thuyết, thần thoại mà được rất nhiều anh chị yêu thích biết tới, với đó là giúp canh giữ của cải, canh giữ tiền tài. Vâng, và linh vật này đã được chúng em khắc họa đi đang đi bước thong dong nhẹ nhàng bên cạnh ngài đạt ma sư tổ. Tuy với hình ảnh to lớn, vâng, khá là to lớn, nhưng mà long mã hỏa kỳ lân lại là một loài linh vật rất là hiền lành. Vâng, và nó thân hình to lớn nhưng mà nó lại bước đi, những bước đi rất là nhẹ nhàng và uyển chuyển. Vâng, không lỡ làm hại đến những chúng sanh và cũng như là không lỡ dẫm chết một kẻ cả một con kiến, hay là cũng không lỡ lên đạp lên đó là những ngọn cỏ. Vâng, tác phẩm này thì long mã hỏa kỳ lân làm rất là kỹ. Những chi tiết ở trong tác phẩm, kể cả những chi tiết nhỏ nhất đều làm trau chuốt tỉ mỉ luôn ạ. Bởi vì giá trị tác phẩm này không hề nhỏ. Giá trị của tác phẩm này không hề nhỏ đâu anh chị nhá. Đó, nên là những cái công sức mà để đầu tư vào tác phẩm này thì cũng không hề ít. Đó, và những cái phần sừng, phần gai đều được chúng em làm kỹ này. Thần thái làm như nhìn như này thôi ạ, nhưng góc này thì sẽ có đơn giản hơn một chút, bởi vì sẽ có những cái khoảng trống để mà chúng em có thể sử dụng đục đưa qua đưa lại. Nhưng chính cái góc bên này đó thì lại khó hơn rất là nhiều, bởi vì sẽ vướng hơn một chút, vì đây vướng bên này là ngài đạt ma sư tổ này đó, liền hết này anh chị nhớ, nên là góc này sẽ làm vướng hơn một chút. Nhưng anh chị cảm nhìn là dù ngắm góc bên nào cũng đều đẹp hết, chứ không phải là làm một bên đẹp một bên xấu. Ngắm góc nào cũng đẹp giúp em quay gần và cận suất để anh chị có thể thưởng ngắm nhìn cùng em vẻ đẹp tác phẩm này. Và thực sự một siêu phẩm như thế này với ngôn từ của em hiện tại vẫn rất là hạn chế khi đứng trước một siêu phẩm quá là to lớn và khủng khiếp như hiện tại. Thì anh chị vâng, khi anh chị ngắm nhìn của em tác phẩm này, nếu như vậy trong quá trình em giới thiệu có gì sai sót thì mong là anh chị thông cảm giúp em. Và anh chị có muốn góp ý gì thêm với tượng gỗ độc đáo thì anh chị hãy
cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của tượng gỗ độc đáo là 0938 410 333 để chúng em sẽ hướng dẫn, cũng như là sẽ nếu như anh chị mà ở gần, thực sự là tác phẩm siêu phẩm này, anh chị nào mà ở gần thì em mời anh chị cùng tới shop độc đáo để ngắm nhìn thưởng lãm. Bởi vì qua những cái màn ảnh như này mà em quay gần, và đôi khi thì anh chị thấy là tác phẩm này rất là to, cao tới 71, rộng 1m12 và sâu là 54. Vì vậy là tác phẩm to là em sẽ phải quay xa để anh chị thấy được vẻ đẹp tổng thể, và em sẽ phải đến gần hơn để anh chị ngắm nhìn được đó là những cái vẻ đẹp, những cái nét đục tinh tế và sắc sảo của những người nghệ nhân, những người thợ đã dồn tâm huyết vào trong tác phẩm. Nếu như anh chị ở xa thì anh chị hãy trao cho chúng em, đó là tin tưởng, bởi vì em dám chắc và đảm bảo rằng anh chị không bắt gặp một tác phẩm thứ hai mà được đẹp và giống như thế này ở trên thị trường. Và tác phẩm giá trị không hề nhỏ, nên là mỗi tác phẩm của tượng gỗ độc đáo đều có chế độ bảo hành trọn đời đến anh chị. Trong thời gian trưng chơi sử dụng, gặp tác phẩm có gặp vấn đề gì, anh chị cứ liên hệ trực tiếp lại với chúng em, bởi vì chúng em sẽ giải quyết đến với anh chị, vì mỗi một tác phẩm đều có bảo hành trọn đời rồi. Vâng, hơn nữa thì trong cái quá trình trưng chơi, tác phẩm này giá trị không hề nhỏ, nên là chúng em đã tác phẩm là chúng em sẽ phải hoàn thiện kỹ, BU kỹ lưỡng, đóng kiện chắc chắn kỹ càng tỉ mỉ. Tác phẩm này khi hoàn thiện còn nặng tới một tạ, hơn một tạ, nên là phải gia cố chắc chắn. Và nếu như anh chị làm ở gần thì thực sự là em mời anh chị cùng tới shop chúng em ngắm nhìn, ngắm tận mắt, sờ tận tay tác phẩm. Quan trọng là mình phải thích nữa ạ. Và thứ hai nữa là mình phải có không gian. Vâng, tác phẩm này thì thực sự là phải anh chị làm mà có không gian phòng khách thật là rộng rãi thì mới có thể trưng được ngài. Bởi vì nếu như mà tác phẩm quá to so với kích cỡ của nhà mình thì đôi khi lúc đó thì cũng sẽ không phù hợp cho lắm. Nên vì vậy là kích cỡ, kích thước để mà phù hợp với không gian gia đình mình là rất là quan trọng. Vâng, em sẽ xin báo lại với anh chị kích thước một lần nữa để anh chị cùng cân đối với chúng em. Và anh chị ơi, vâng, em nghĩ rằng là anh chị đã yêu thích rồi. Ngại gì một cuộc điện thoại đúng không ạ? Hoặc là comment dùm em số điện thoại xuống phía bên dưới. Chúng em sẽ gửi hình ảnh, video kỹ lưỡng chân thực nhất đến với anh chị để đảm bảo rằng tác phẩm này sẽ thuộc về gia chủ. Nên anh chị hãy cứ ngắm nhìn cùng với chúng em kỹ lưỡng đi ạ. Cao là 71, rộng 1m12 và chiều sâu là 54. Từ mặt trước đến mặt sau chúng em đều quay kỹ lưỡng chắc chắn và đảm bảo cam kết chuẩn y hình đúng như em giới thiệu trên like. Anh chị khi nhận tác phẩm vui lòng thanh toán cho bưu điện giúp chúng em, và giá trị tác phẩm này không hề nhỏ, nên anh chị hãy cứ thật là xem thật là kỹ, cân nhắc cân đối phù hợp với không gian gia đình mình, đừng vội vàng quá. Nhưng mà tác phẩm này thì em cũng xin bảo với anh chị rằng em chỉ có một mà thôi, nên anh chị hãy cứ cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Vâng, biết đâu mình lại là người hữu duyên để thỉnh ngài về nhà. Không phải ai cũng có thể đủ duyên và đủ cái năng lực để mà thỉnh ngài về nhà đâu ạ. Nên anh chị hãy cứ ngắm nhìn cùng em kỹ lưỡng, chi tiết nhất và trước khi đưa ra quyết định đúng đắn để thỉnh ngài về nhà hay không. Còn nếu như anh chị còn muốn băn khoăn hay góp ý gì thêm với chúng em, bằng tượng gỗ độc đáo hân hạnh phục vụ tất cả những quý anh chị trên mọi miền đất nước. Và đứng trước siêu phẩm như này thì em không biết nói gì hơn. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian để vào xem live cùng với chúng em. Sau live thì chúng em hân hạnh và mong muốn là có thể phục vụ và giao lưu những quý anh chị đam mê yêu thích tượng gỗ. Hy vọng là siêu phẩm này sẽ về với gia chủ hữu duyên để tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng trong không gian gia chủ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vâng, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Và trong video vừa rồi, nếu như em có gì sai sót thì mong anh chị thông cảm. Và cảm ơn anh chị ạ. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những video khác ạ.